Theo nhà báo người Serbia Jelena Medic và cũng là một người bạn của Novak Djokovic, tay vợt người Serbia đã quyết định không thi đấu ở ATP Cup, giải đấu được coi là khởi động trước thềm Úc Mở Rộng 2022. Djokovic đã tập luyện để chuẩn bị cho ATP Cup, nhưng sau cùng quyết định không tham dự. Hồi tháng 11, Djokovic đã đăng ký tham dự ATP Cup vào Úc Mở Rộng, một thông tin khiến người hâm mộ tay vợt này vui mừng khi có vẻ như Nole đã đồng ý tiêm vaccine ngừa Covid-19, điều kiện bắt buộc với người nước ngoài nhập cảnh vào bang Victoria. Tuy nhiên, Djokovic chưa bao giờ công khai tình hình tiêm vaccine của mình, mà có thể anh chưa tiêm mũi nào. Có thông tin cho rằng, ban tổ chức Úc Mở Rộng sẵn sàng tạo ra một ngoại lệ cho Djokovic, giúp anh dự giải để thu hút thêm tài trợ và bản quyền truyền hình. Dù vậy, hiện tại, Djokovic vẫn chưa đưa ra thông báo nào chính thức. Sau gần 2 năm không có bất kỳ hoạt động nào trên sàn đấu, cuối cùng John Jones cũng nghiêm túc về định tái xuất lộng Octagon. Trong lần chia sẻ mới nhất, Jones cho hay, tôi có dự tính sẽ đấu vào tháng 4, có thể là tại Madison Square Garden, hoặc trong tháng 7 tại International Fight Week. Đó là hai khoảng thời gian tôi đang cân nhắc, tùy thuộc vào ai sẽ là người thắng trận trong tháng 1, Francis Ngannou hay Cyril Gane, chúng tôi đưa ra quyết định từ đó. Khi được hỏi về khả năng chạm trán với Jones, Ngannou cho biết bản thân không còn quan tâm đến những phát ngôn của đồng nghiệp. Cá nhân tôi không thật sự quan tâm đến điều đó, có rất nhiều người bàn tán về John Jones, anh ấy nói rất nhiều điều nhưng chúng tôi vẫn ở đây. Tôi thậm chí từng không mong đợi sẽ chiến đấu với ai đó khác ngoài John Jones sau cuộc chiến với Stipe Miocic, nhưng tôi đã ở đây. 10 tháng sau đó, giờ tôi sẽ đấu với Cyril Gane, người hoàn toàn không được nhắc đến tại thời điểm đó. Những gì mà Jones nói và những gì anh ấy làm là hai điều khác nhau, và tôi không thể đặt cược vào đó. Trong ngày thi đấu thứ 3 tại giải bơi vô địch quốc gia diễn ra tại Đà Nẵng vào sáng ngày 27 tháng 12, Nguyễn Thị Ánh Viên đã giành tấm huy chương vàng nội dung 100m ngửa với thành tích 1 phút 5 giây 18. Kình ngư quê Cần Thơ lại được đánh bại hai người đàn em là Nguyễn Diệp Phương Trâm 1 phút 6 giây 50 và Lê Quỳnh Như 1 phút 8 giây 46. Đây là tấm huy chương vàng thứ 5 mà Ánh Viên giành được sau 3 ngày thi đấu. Ở chung kết nội dung 1500m tự do nữ, kình ngư 25 tuổi đã phải bỏ cuộc giữa chừng sau khi bơi được quãng đường khoảng 1000m. Người về nhất cự ly này là vận động viên 16 tuổi Võ Thị Mỹ Tiên của Long An với thành tích 17 phút 20 giây 09. Ở các nội dung còn lại, không có bất ngờ khi các kình ngư được đánh giá cao để giành chiến thắng. Trần Duy Khôi giành huy chương vàng 100m ngửa nam, Hoàng Quý Phước về nhất 100m bướm nam và Lê Thị Thanh Vân vô địch nội dung 100m bướm nữ. Với màn thể hiện ấn tượng ở trận chung kết VCS mùa đông, Eagle được người hâm mộ gán ghép biệt danh là bố Levi. Điều này khiến người trong cuộc không mấy hài lòng. Levi thậm chí lên tiếng đáp trả khi một fan nhắc đến biệt danh này. Chúc em sớm trưởng thành và làm người bố thực sự của em tự hào. Cá nhân Eagle cũng có động thái trên trang cá nhân để tránh một việc đi quá xa. Hôm qua, mình đối đầu với anh Khánh và giành chiến thắng, nhưng mình hy vọng mọi người không đặt bất cứ biệt danh nào cho mình với Levi. Anh Khánh và mình cùng quê Bắc Ninh, mình luôn tôn trọng bởi những công hiến của anh. Bởi nếu không có những người như anh Levi ở chung kết thế giới 27, thì sẽ không có giới trẻ tốt như mình hiện tại. Mong mọi người tôn trọng mình cũng như anh Levi. Chuyển sang LPL, trong series phim tài liệu mang tên Sunning, Soft thừa nhận không tìm được tiếng nói chung với Bean. Mọi người luôn nghĩ Sunning là một đôi mạnh với cặp Top John, nhưng cặp đôi này chỉ chia sẻ được ở mức độ đoàn kết thấp nhất, đồng bộ hóa thêm về nhận thức. Tôi không cảm thấy chúng tôi có thể hiểu được nhau. Trong mỗi tình huống giao tranh, tôi cảm thấy chúng tôi đều có suy nghĩ riêng của mình. Theo tiết lộ từ huấn luyện viên Sunning, Soft không hài lòng với lối chơi đầy rủi ro của Bean. Suy nghĩ của Bean rất đơn giản, là một người đi rừng thì không cần phải làm gì khác, chỉ cần đánh gan cho Bean và chúng ta sẽ thắng game, Bean sẽ gánh team từ đó. Nhưng tất nhiên Soft không nghĩ thế, còn các pha gan khác của cậu ấy thì sao? Rồng thì sao? Đường giữa và đường dưới thì sao? Họ có những mối quan tâm khác nhau, khác biệt trong tư duy game là vậy. Tuy nhiên ngoài đời, Soft và Bean vẫn là những người bạn bè và anh em vô cùng thân thiết. Trong chia sẻ với thetao.vn, đại diện của Riot Games cho biết Minas vẫn có thể trở lại với thể thao điện tử nếu tích cực sửa sai bằng nhiều hoạt động đóng góp cho cộng đồng và được xem xét cơ hội giảm án trong tương lai. Được biết, Minas bị cấm vô thời hạn khỏi mọi hoạt động thể thao điện tử của Riot Games, bao gồm giải đấu chính thức và giải đấu do đơn vị thứ ba tổ chức do vi phạm điều 8.3 liên quan đến hoạt động cá cược. Sau thông báo của Riot, cựu thành viên SPTC ra quyết định giải nghệ, đồng thời ám chỉ việc bị đâm sau lưng.